Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục quay trở lại với một cái series nữa. Một con sâu pumpkin nha. Một con sâu bí ngô. Và con sâu này mình sẽ gửi tặng bạn Hữu Tuân. Với một cái skin đẹp như thế này thì chúng ta sẽ gửi tặng bạn ấy một con sâu với 3 triệu điểm. Uy tín luôn. Lụm cháo, ui. Thế nên quay xe dẻo thế nhở. Vẫn chưa thể tiêu diệt được nó. Lé đòn với chúng tôi à? Vâng, nó đã tự sát luôn rồi. Chạy đi đâu hả cái con sâu này? Sâu lăm mắt với chúng tôi này. Thanh niên đã bị bao vây. Nó định phá vòng vây các bạn ạ. Tuy nhiên thì cái đuôi của mình cứng quá. Vâng, rất nhanh con sâu của bạn Hữu Tuân đã lên được top 7 server. Một pha bẻ lái rất dẻo. Sâu voi với chúng tôi. Quả bắn tốc độ uy tín thế nhờ. Và một con sâu voi hàng riu các bạn ạ. Quá to luôn. Nó làm cho mình cảm thấy thèm thuồng. À, đây rồi. Liệu có một pha tự sát ở đây không? Chắc chắn là như vậy. Ồ, chính là con sâu voi này luôn. Quá béo thôi các bạn. Một con tai voi hàng riu. Hàng riu với chúng tôi à? Cú bẻ lái là hết nước chấm luôn. Ngay lập tức một con sâu đã bị khóa. Vâng, top 4 server rồi. Quá nhanh và quá nguy hiểm. Một pha lên điểm quá uy tín luôn. Đấy rồi, một pha quay xe cực khét thôi các bạn. Bắn tốc độ với chúng tôi. Thanh niên yếu mà lại ra gió à?
nguy hiểm quá. Vâng, áo đỏ chứng tỏ thịt rất thơm. Đấy rồi, cơ hội để chúng ta lên top 1 server. Pha leo giành top 1 là quá uy tín. Con sâu của chúng ta đã cán mốc 1 triệu điểm rồi. Và các bạn đang xem video thì cho mình xin một like và một đăng ký kênh nhá. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Bạn nào yêu thích về rắn săn mồi thì cứ để lại comment cho mình. Mình sẽ làm video để gửi tặng cho các bạn. Vâng, đồ ăn thơm phức luôn, không con sâu nào ăn cả. Nguy hiểm quá. Những con sâu sát thủ đang tập trung ở đây. Đấy rồi, một thanh niên vừa mới toang xong. Tiếp tục là một pha quay xe đi vào lòng đất. Lúc chào. Quá béo cho một pha quay xe ở đây. Vâng, chúng ta đã có 1.800.000 điểm rồi. Tốc độ lên điểm là quá ấn tượng. Đấy rồi, một chú sâu của nhà bà Tân Vlog. Thank you.
Và mục tiêu của chúng ta sẽ là 3 triệu điểm nha. Một con số 3 triệu điểm cho bạn Hữu Tuân. Và những miếng mồi thơm ngon béo ngậy, không con sâu nào ăn cả. Đấy rồi, một con sâu rất to thưa các bạn. Một con sâu vảy rồng siêu to khổng lồ. Lụm chào. Quá đen cho một pha quay xe. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình và xin hẹn gặp lại các bạn ở một video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.